Nhà cửa mình đêm nay tiêu luôn, bà con ơi, tan tành hết. Ơi, gỡ lớp đất rồi, gớt xe cút luôn rồi. Chạy vô đi, gớt xe cút luôn rồi. Ở cái khu đó là 12 căn hộ. Dạ. Sinh sống là đây thì cũng là mấy chục năm nay, thì cũng trồng cây trái. Ngày hôm nay thì sập lỡ xuống sông hết. Tài sản nhà tôi á, thì tính ra đất, tiền đất á, thì nội đất tôi không là nó 4 công. Và nhà tôi thì cất là nhà tường đó, phải là mấy tỷ. Trưa ngày 6 tháng 12, ông Lưu Nhuận, chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên, đoạn qua xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, từ tối ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 đã gây ảnh hưởng đến 16 hộ dân với 58 nhân khẩu. Phạm vi sạt lở dài 500m, sâu vào đất liền 200m, gây thiệt hại 13 căn nhà, 1 nhà kho, 1 xe cuốc đang thi công đê bao, 2 ao nuôi cá chốt và khoảng 10 hectare đất. Tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng. Ông Nhuận cho biết thêm, hiện chính quyền đã di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, bố trí chỗ ở tạm và trao lương thực, hỗ trợ mỗi hộ bị mất nhà 2 triệu đồng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện vị trí sạt lở đang tiếp tục xảy ra các vụ lở đất nhỏ. Toàn bộ khu vực này còn nguy hiểm do đất đai đang tiếp tục bị xé rách từng mảng. Phía ngoài sông Cổ Chiên, cách vị trí sạt lở không xa, cơ quan chức năng đang tổ chức thả bao cát để hạn chế sạt lở thêm đất đai của người dân.